Mày nghĩ sao mày dám mò mặt mày về đây, đã vậy còn giác theo của nợ này nữa. Của nợ nào mẹ? Mình phải giữ nó ở đây thì con gái mẹ của nó mới cầm 100 triệu tới chuột. Mẹ hiểu không? Nhiêu? 100 triệu. Mẹ đi đâu vậy? Đi gầy xong chứ đâu. Hả? Đi gầy xong chứ đâu. Ở nhà chán thấy một. Nhỏ đó đó, mình nhốt nó trỏng đi. Ở ngoài nó quậy lắm, không có giữ nổi đâu. Tụi bay làm cái gì mà căng vậy? Hả? Tụi bay dắt tao như dắt bò. Thì thò 100 triệu ra đây, tao trả con cho. Bằng không thì đừng có hỏng. Thả ra. Thả nó ra. Thả ra. Đừng im đó. Trời đất ơi. Còn thiệt gì, sao vậy? Mình đi chơi con Vi mà. Sao ba đưa con về nội gì vậy? Mẹ con đâu? À, thì mình sẽ về đây trước. Xong từ từ á, mẹ sẽ về đây. Nè, mình về mình đưa bà nội đi cùng với mình đi chơi. Hiểu không? Mày nghĩ sao mày dám mò mặt mày về đây, đã vậy còn giác theo của nợ này nữa. Của nợ nào mẹ? Mình phải giữ nó ở đây thì con gái mẹ của nó mới cầm 100 triệu tới chuột. Mày hiểu không? Nhiêu? 100 triệu. Trời ơi, cục vàng của nội ơi. Ôi, nội thương mà. Gì vậy? Nội thương con mà. Im. Chú Bảo nào, nè, tao mới là ba của mày. Nghe lên, nè, mày mà la nữa hả, tao nhét cái miếng vải vô miệng mày bây giờ đó. Con chửi mẹ hả? Đâu có, con kêu mẹ đó. Mẹ đi đâu vậy? Đi gầy xong chứ đâu. Hả? Đi gầy xong chứ đâu. Ở nhà chán thấy một. Nhỏ đó đó, mình nhốt nó ở trỏng đi. Ở ngoài nó quậy lắm, không có giữ nổi đâu. Vậy nha, ở nhà coi nhà đi. Mẹ ơi, chú Bảo ơi. Chú Bảo à? Lục Lạc ơi. Lục Lạc. Khốn nạn, ông cháu Lục Lạc ở đâu rồi? Mẹ ơi cứu con, nhớ mẹ ơi cứu con, ba với bà nội là người xấu. Nó vẫn ăn ngủ ị tốt. Ông mà dám đụng tới móng tay Lục Lạc, tôi liều mạng với ông á. Tụi bay làm cái gì mà căng vậy? Hả? Tụi bay dắt tao như dắt bò. Thì thò 100 triệu ra đây, tao trả con cho. Bằng không thì đừng có hỏng. Alo, ông Long. Alo. Mẹ ơi, mẹ cứu con, cho bạn ơi cứu con. Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ. Tìm đi. Alo, anh cũng vừa tính gọi cho em nè. Anh Bảo, ông Long bắt Lục Lạc đi rồi, còn mới gọi tống tiền tôi nữa.